trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những di sản ấy có sức sống trường tồn không chỉ bởi giá trị của nó mà còn bởi có bao người tâm huyết với Hà Nội. Họ đã truyền tình yêu ấy sang bao thế hệ học trò. Hàng ngày, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hà lên lớp môn Hà Nội học. Được nghe bà giảng, các sinh viên như được tiếp thêm tình yêu với nghề, với mảnh đất Hà Nội. Sau mỗi tiết giảng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hà thường cùng các sinh viên đi thực tế. Và Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi bà thường dừng chân lâu nhất trong mỗi chuyến đi. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070, đời vua Lý Thánh Tông. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu và mở khoa thi đầu tiên. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý. Sau đến năm Nguyên Phong thứ ba, tức năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện, cho mở rộng và thu nhận cả con cái thường dân có sức học xuất sắc. Phía nam trước mặt Văn Miếu là Hồ Văn, dân gian thường gọi là Hồ Giám. Cũng như các công trình kiến trúc chùa đền ở Việt Nam, Hồ Văn có không gian mặt nước, người xưa gọi là không gian dùng thủy gọi linh. Mặt nước ngăn cách giữa không gian trần tục và không gian linh thiêng ở bên trong công trình như một điểm tạo ra sự may mắn. Những điều ác, điều xấu không bao giờ xông được vào cửa đền mà bị ngăn cách bởi không gian mặt nước. Không gian Hồ Văn vừa nhẹ nhàng vừa bình yên, góp phần tạo nên kiến trúc uy nghi nhưng gần gũi cho di tích Văn Miếu. Trên Hồ Văn này có một cái đảo nhỏ, và cái đảo này thì là một cái đảo rất là tự nhiên, là nó có cái hình hơi tròn. Thế cho nên người ta gọi cái đảo này là đảo Kim Châu. Châu tức là ngọc ở dưới nước. Trước đây ấy, thì các sĩ tử này, rồi các văn nhân, các cái tao nhân mặc khách thì hay đến cái đảo này để làm cái nơi mà để đàm đạo về văn chương. Thế đây là cũng là một cái địa điểm rất là văn học của Hà Nội. Phía trước Văn Miếu Môn là tứ trụ, còn có tên gọi là Nghi Môn và hai tấm bia hạ mã hai bên. Đó là mốc ranh giới chiều ngang phía trước mặt cổng. Xưa kia dù công hầu hay khanh tướng, dù võng lọng hay ngựa xe, đều phải xuống đi bộ, ít nhất từ tấm bia hạ mã bên này sang tới tấm bia hạ mã bên kia mới lại được lên xe, lên ngựa. Thế mới biết Văn Miếu có vị trí tôn nghiêm tới chừng nào. Hai trụ đắp ngoài nổi bốn con chim phượng xòe cánh chắp đuôi vào nhau. Hai trụ giữa xây cao hơn nên có hình hai con nghê trầu vào. Quan niệm tâm linh vẫn cho rằng đây là vật linh thiêng có khả năng nhận ra kẻ ác hay người thiện. Văn Miếu Môn ngoài cửa chính còn có cửa hữu và cửa tả. Trong những ngày lễ hội thi cử, nhà vua và các quan chủ khảo đi cửa chính, còn sĩ tử đi qua cửa hai cổng phụ. Văn Miếu Môn tạo bề thế uy nghi cho công trình. Đặc biệt, Văn Miếu Môn có hai tầng. Tầng trên đầu đao tạo thế đi lên, tạo sự phát triển cho công trình. Quả chuông được đặt ở giữa với ý nghĩa chuông là âm thanh của tâm linh để thức tỉnh tâm hồn con người, kéo con người ra khỏi những tội lỗi và ham mê trần tục. Đặc biệt, ngay cổng vào có hai con rồng. Hai con rồng này được xác định là giữ nguyên từ thời nhà Nguyễn. Từ cổng chính Văn Miếu Môn vào không gian thứ nhất gọi là khu nhập đạo, theo đường thẳng tới cổng thứ hai là Đại Trung Môn. Trung tâm của khu di tích là Khuê Văn Các, một lầu vuông 8 mái, bao gồm 4 mái thượng và 4 mái hạ, cao gần 9 thước. Kiểu dáng kiến trúc Khuê Văn Các hài hòa và độc đáo. Tầng dưới là 4 trụ gạch vuông, mỗi cạnh của trụ có chiều dài 1 mét, và trên các mặt trụ đều có chạm trổ các hoa văn rất tinh vi và sắc sảo. Gác Khuê Văn vốn là xưa kia dùng để họp bình những bài văn hay của các sĩ tử đã thi chúng khoa thi hội. Gác nhỏ, kiến trúc giản dị nhưng tao nhã, đặc biệt lại được chọn dựng giữa những cây cổ thụ xanh tốt, cạnh giếng thiên quang đầy nước trong in bóng gác.
Thiên Quang tỉnh còn được gọi là Văn Trì. Theo quan niệm của người xưa, giếng Thiên Quang hình vuông tượng trưng cho mặt đất, cửa sổ hình tròn của gác Khuê Văn tượng trưng cho bầu trời, có ý nói tinh hoa của cả trời cả đất đều được tập trung ở trung tâm văn hóa giáo dục uy nghiêm giữa chốn đế đô này. Thiên Quang tỉnh tức là tụ cái ánh sáng của bầu trời. Và cái ý nghĩa tượng trưng đằng sau nó chính là gì? Nơi hội tụ của ánh sáng trí tuệ của cả dân tộc ở đây. Vì đúng là tất cả những kỳ thi cao nhất là được tổ chức tại đây. Có lẽ di tích có giá trị bậc nhất ở đây chính là 82 tấm bia tiến sĩ dựng ở hai bên phải trái của giếng Thiên Quang. Mỗi bên 41 tấm dựng thành hai hàng ngang, mặt bia đều quay về giếng. Xưa kia hàng năm, xuân thu nhị kỳ trong văn miếu làm lễ tế, thì ở đây cũng sửa lễ vật cúng bái các vị tiên nho của nước ta mà quý tính cao danh còn khắc trên bia đá. Không văn bia nào giống văn bia nào. Mỗi văn bia mang một hình dáng, kích thước khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần là biểu tượng của hiền tài đất nước. Chính vì thế, các bậc hiền nhân đều quan tâm đến việc khắc bia. Cũng bởi tính trang trọng ấy mà người xưa đã chọn rùa để cõng bia. Rùa là một trong bốn con vật tứ linh, là biểu tượng xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong truyền thuyết Việt Mường, rùa là con vật dạy con người làm nhà, giúp An Dương Vương chống giặc ngoại xâm. Rùa cõng bia là ước muốn về sự trường tồn, mong cho sự nghiệp giáo dục của Việt Nam ngày càng phát triển. Đây cũng là sự khẳng định những nhân tài Việt Nam luôn được trân trọng, khắc ghi đến mãi muôn đời. Trên thế giới có nhiều nước dựng bia, nhưng chỉ duy nhất bia tiến sĩ Văn Miếu có bài ký ghi lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về nền giáo dục và đào tạo sử dụng nhân tài. Những bài ký trên bia tiến sĩ được viết bằng chữ Hán với những cách viết khác nhau. Mỗi tấm bia như một tác phẩm thư pháp. Trang trí trên bia rất đa dạng, phản ánh sự phát triển hình tượng nghệ thuật theo thời gian. Đây được coi là những bằng chứng sống động của trí tuệ và bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Việt Nam. Bởi vậy nên văn bia đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Mái đại thành môn được trang trí hình lưỡng long. Đây là hình tượng ngoài tạo vẻ uy nghi trang trọng, nó còn là biểu tượng văn hóa của cư dân nông nghiệp với ước mong mưa thuận gió hòa. Đây là nhà tiền đường hậu đường, những công trình hoàn toàn mới được khởi công xây dựng. Tiền đường là nơi trưng bày truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và cũng là nơi tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Văn Miếu và tôi cảm thấy là sự choáng ngợp và cảm thấy rất là tự hào về con người Việt Nam. Và đặc biệt là sau khi nghe cô Phó Giáo sư Tiến sĩ Bích Hà giảng dạy về Văn Miếu, nói thêm về Văn Miếu thì tôi cảm thấy hiểu rõ hơn, sâu hơn về Văn Miếu. Tôi là giáo viên, chồng tôi cũng là giáo viên. Là những nhà giáo, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của giáo dục trong đời sống xã hội của đất nước các bạn. Thật là tuyệt vời vì nền giáo dục ở đất nước các bạn đã bắt đầu từ rất sớm. Thời gian đã phủ lớp rêu phong trên từng mảng tường, từng góc mái. Nhưng mỗi khi đi xa về gần, khi bạn bè đặt chân đến Hà Nội, đều dừng chân nơi Văn Miếu. Nơi đây là cả những giá trị lớn lao, nơi hướng về của những người con đất Việt, nơi những người con Việt Nam luôn tự hào về mảnh đất nghìn năm tuổi và truyền thống hiếu học có từ thuở ngàn xưa.